cả các bạn cùng đến với Kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 12 từ câu 24 tới 26 nhân ngày giáo hội mừng lễ kính Thánh Lorenzo Phó tế tử đạo và bài suy niệm sau đây. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Hạt lúa mì phải chết đi mới được sống và sống dồi dào hơn. Đây là định mệnh tất nhiên của hạt giống. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Các bạn thân mến, bất cứ ai muốn bước theo chân Chúa Giêsu đều được mời gọi cùng bước vào một cuộc hành trình đi vào lòng đất như hạt giống. Đây là một cuộc hành trình đầy cam go, mạo hiểm, thử thách. Cần phải chấp nhận sự hy sinh và cố gắng không ngừng như chính Chúa Giêsu đã từng đi qua. Vì sự mạo hiểm này nên Phêrô đã có lần không dám bước vào khi ông phủ nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Trích từ trong tin mừng nhất lãm, tin mừng Thánh Ma-thêu chương 26 câu 57, tin mừng Thánh Ma-cô chương 14 từ câu 53 tới 54, tin mừng Thánh Luca chương 22 từ câu 54 tới 62 và tin mừng Thánh Gioan chương 18 từ câu 25 tới 27. Cũng như trước đó, Phêrô cũng đã từng ngăn cản Chúa Giêsu bước vào con đường mạo hiểm thử thách này. Tin mừng Thánh Ma-thêu chương 16 câu 21 tới 23, tin mừng Thánh Ma-cô chương 8 từ câu 21 tới 33. Các vị tử đạo cũng đã bước đi trên con đường mạo hiểm thử thách này, đặc biệt là Thánh Lorenzo Phó tế tử đạo mà giáo hội mừng kính hôm nay, là một nhân chứng hùng hồn cho sự mạo hiểm này. Chính vì vậy mà Thánh Augustino đã bày tỏ như sau: Thánh Lorenzo đã hết lòng yêu mến Chúa trong cuộc sống của mình và bắt chước Chúa trong cái chết. Đây là bằng chứng tuyệt vời nhất về tình yêu của chúng ta đối với Đấng đã chịu đau khổ và sống lại vì chúng ta. Các bạn thân mến, suy nghĩ đến thân phận của hạt giống và chiêm ngưỡng con đường thánh giá thử thách, chúng ta lại càng có một niềm xác tín sâu xa hơn vào sự gắn bó với Chúa Giêsu như lời Thánh Vịnh 125 câu sau: Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vải gieo, lúc trở về, về gieo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Kinh Thánh vẫn thường so sánh cuộc đời của chúng ta như một cuộc hành trình mạo hiểm, ví như cuộc hành trình của ông Noel xuống tàu, hay cuộc hành trình của Abraham tìm miền xa lạ, hành trình của dân Israel tìm về đất hứa, hành trình của Maria đến thăm chị Elizabeth, và cuộc hành trình của Chúa Giêsu về với Chúa Cha. Đây chính là cuộc hành trình kiểu mẫu đầy mạo hiểm cho mọi người tín hữu chúng ta. Đức Kitô đã sinh ra, lớn lên, đi rao giảng, chịu chết phục sinh và lên trời với Chúa Cha. Thưa các bạn, đây là một cuộc hành trình hoàn toàn vì yêu thương con người và vì thánh ý Chúa Cha. Một cuộc hành trình vô cùng cao đẹp của con Thiên Chúa làm người, để người có thể tuyên bố với con người rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào người, bước theo dấu chân người sẽ đi đúng cuộc hành trình của mình. Đó là cuộc hành trình yêu thương và phục vụ, một cuộc hành trình đi về cõi phúc vinh quang. Vì vậy, cái chết không phải là tận cùng, nhưng là khởi đầu một giai đoạn sống mới. Những người chết không đi vào cõi hư vô, nhưng chỉ chấm dứt một giai đoạn trong cuộc đời, và giờ đây họ đang sống, sống một cách sung mãn, dồi dào hơn. Đó cũng phải là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Chết không phải là hết. Chết
là đi vào yên nghỉ vĩnh viễn sau cuộc hành trình vất vả chiến đấu. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Lorenzo, xin giúp cho mỗi người chúng con mạnh dạn đi theo con đường khổ gian. Và xin giúp mọi người chúng con biết từ bỏ chính bản thân mình để phục vụ anh chị em, phụng sự Chúa. Cho chúng con được luôn thâm tín rằng, chính lúc chết đi cho tội lỗi và ích kỷ là chúng con được vui sống với Chúa muôn đời. Ngợi khen Chúa Kitô và hẹn gặp lại tất cả các bạn.